Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn thành phố Vinh có 46 khu chung cư, khu đô thị mới đã được đưa vào sử dụng với khoảng 3.000 hộ dân đến ở. Tuy nhiên, mới chỉ có 879 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, thành phố Vinh phải cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà của tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán trên địa bàn đối với 2.105 hộ. Điều này đặt ra những yêu cầu đối với cả cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời đến ông Lê Quốc Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh. Hy vọng rằng với cuộc trao đổi sau đây sẽ làm rõ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán trên địa bàn thành phố Vinh. Trước hết xin ông cho biết một số kết quả trong việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của các tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán trên địa bàn thành phố Vinh đến thời điểm hiện nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có 46 dự án khu chung cư, khu đô thị mới đã đưa vào sử dụng. Trong đó có 65 trên 84 dự án xây dựng chung cư cao tầng, 36 dự án xây dựng biệt thự nhà liền kề đã được tỉnh giao đất cho chủ đầu tư. Và theo thống kê của Ủy ban thành phố thì đã có gần 3.000 trường hợp hộ dân đến ở trong các dự án nêu trên. Và trước tình hình đó thì ngày 17 tháng 5 năm 2013, Ủy ban thành phố đã có quyết định số 1910 phê duyệt đề án quản lý hành chính khu chung cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020 để đẩy nhanh tiến độ cấp bìa cho hộ dân và quản lý tốt cái hộ dân cư trú tại các cái dự án phát triển nhà ở này. Về cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng, tính đến thời điểm hiện nay, các chủ đầu tư đã nộp hồ sơ cho thành phố 1.246 bộ. Trong đó có 1.065 bộ là chung cư tại các cái block cao tầng, 181 hồ sơ nhà liên kề biệt thự tại các cái dự án, 17 dự án. Và trong tổng số 1.246 hồ sơ mà chủ đầu tư đã nộp, Ủy ban thành phố đã trao bìa cho chủ đầu tư để chủ đầu tư trao bìa cho dân 1.011 trường hợp, đạt tỷ lệ 81,1%. Số còn lại thì chủ đầu tư mới nộp 146 hồ sơ và qua kiểm tra, Ủy ban thành phố chuyển trả cho chủ sư để hoàn thiện lại 55 hồ sơ. Như vậy tỷ lệ hồ sơ trả chỉ được có 4,4%. Như vậy số hồ sơ cơ bản chủ tư đã lập thì sẽ được thành phố cấp bìa. Vâng, vậy thì việc mà trên thực tế đặt ra là hiện nay chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách hoặc là cần phải thúc đẩy như nào để làm sao mà tháo gỡ khó khăn cũng như đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. Hiện nay chúng ta đang triển khai những giải pháp gì? Như vậy qua số liệu tôi vừa trình bày ở trên thì tỷ lệ hộ dân đến ở được cấp bìa chưa cao, có thể nói là thấp. Ngày 31 tháng 1 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ban ngành liên quan và thành phố Vinh để bàn thảo gỡ các khó khăn vướng mắc đó. Và tại thông báo kết luận, Chủ tịch Ủy ban tỉnh yêu cầu trong 6 tháng đầu năm phải cơ bản hoàn thành việc cấp bìa cho các hộ dân đã đến ở. Như vậy ở thời điểm 31 tháng 1 mà cuộc họp do Chủ tịch tỉnh chủ trì á, đang còn 2.105 trường hợp chưa cấp bìa. Trách nhiệm thành phố là phải làm thế nào để cấp bìa đạt cho các hộ dân này. Và Ủy ban thành phố có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư để mà lập hồ sơ cấp bìa cho hộ dân. Theo quy định tại điều 72 Nghị định 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì sau khi hoàn thành xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp một bộ hồ sơ tài liệu cho Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng công trình và nhà ở trên cái dự án đó. Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ có thông báo cho chủ đầu tư về kết quả kiểm tra. Đồng thời,
gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất cho văn phòng đăng ký đất đai để tổ chức đăng ký đất đai và cấp bìa cho người nhận chuyển nhượng. Và thực hiện theo cái chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cái phiên làm việc ngày 31 tháng 1 thì Ủy ban thành phố đã có các giải pháp cụ thể trong những tháng đầu năm như sau. Thứ nhất, đối với chủ đầu tư các cái dự án xây dựng nhà, phát triển nhà trên địa bàn thành phố thì trên cơ sở thông báo Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định đủ điều kiện để được cấp bìa cho hộ dân, Ủy ban thành phố đã có các văn bản gửi trực tiếp cho chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ để cấp bìa cho hộ dân theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, Ủy ban thành phố yêu cầu chủ đầu tư thông báo đến từng người nhận chuyển nhượng căn hộ hoặc lô đất đã xây dựng nhà và hướng dẫn cho người nhận chuyển nhượng đó hoàn thiện các hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường đã khẳng định đủ điều kiện để được cấp bìa. Và định kỳ báo cáo kết quả người nhận chuyển nhượng đã đến sống tại các dự án của mình vào ngày 25 hàng tháng cho Ủy ban nhân cấp xã, sở tài và cho Ủy ban thành phố để chúng tôi tiếp tục theo dõi và chỉ đạo. Trường hợp chủ đầu tư đã chuyển nhượng căn hộ hoặc lô đất cho người dân mà chậm lập hồ sơ hoặc không chịu lập hồ sơ thì Ủy ban thành phố sẽ tổ chức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và sẽ xử phạt theo quy định tại Nghị định 102 năm 2014 của Chính phủ, mức phạt là từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Thế vậy hiện nay chúng ta đã phạt được trường hợp nào chưa? Về nội dung này thì chúng tôi chưa xử phạt, vâng. Bởi vì phải đôn đốc 3 lần chủ tư không thực hiện thì mới xử phạt. Vâng. Hiện tại chúng tôi mới đôn đốc lần thứ 2. Nếu đôn đốc lần thứ 3 chủ tư vẫn không chịu nộp hồ sơ, không chịu lập hồ sơ để cấp bìa cho dân thì chắc chắn thành phố Vinh phải dùng 102 để xử phạt các chủ đầu tư. Vâng. Cái thứ hai đối với thành phố thì thực hiện kết luận của Chủ tịch ban tỉnh tại buổi làm việc ngày 31 tháng 1, Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các bộ phận liên quan mà trực tiếp là văn phòng đăng ký đất đai và phòng tài nguyên môi trường phối hợp tốt với Sở Tài nguyên môi trường trong việc kiểm tra theo quy định tại điều 72 của Nghị định 43. Khi sở mời thì phải cùng với sở để kiểm tra. Đồng thời trực tiếp phòng quản lý đất đai của sở để nhận các cái thông báo kết quả kiểm tra và sơ đồ nhà đất để mà đôn đốc chủ tư lập hồ sơ cấp bìa dân. Thứ hai, yêu cầu phòng tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cử cán bộ chuyên quản trực tiếp làm việc với từng chủ đầu tư theo cái kết quả tại thông báo kiểm tra của Sở Tài nguyên môi trường. Thứ ba, yêu cầu văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và phòng tài nguyên môi trường khi nhận được hồ sơ từ chủ tư về việc cấp bìa cho người nhận chuyển nhượng thì tập trung ưu tiên giải quyết nhanh nhất có thể mà nói theo đúng quy định của pháp luật. Và thứ tư, đó định kỳ hàng tháng phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổng hợp cái số liệu nhận thông báo kết quả kiểm tra bên Sở Tài nguyên môi trường và số liệu cấp bìa cho hộ dân để đối chiếu, so sánh và tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong cái thời gian tiếp theo giữa hai cái số liệu này, một bên là kết quả kiểm tra của sở, một bên là cấp bìa của Ủy ban thành phố. Đó là một số giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Vâng, có thể nói cái giải pháp là như thế, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng nhìn nhận là lâu nay các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là các hộ dân cũng có nhiều phản ánh về cái việc mà các cái chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cũng như chậm thực hiện các cái quy trình cấp giấy chứng nhận quyền cho các hộ dân có đã nhận chuyển nhượng nhà hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cái các khu chung cư, các khu đô thị mới. Vậy thì theo ông cái khó khăn lớn nhất hiện nay mà chúng ta đang phải đối diện là cái gì ạ? Về việc cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng tại các dự án phát triển nhà ở là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhưng lập hồ sơ là trách nhiệm của chủ đầu tư. Tôi xin nhắc lại, trách nhiệm của chủ đầu tư, và chủ đầu tư phải hợp tác với các hộ nhận chuyển nhượng để cấp bìa. Vậy cái việc này, cái mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước với chủ đầu tư và hộ dân nó có ba vế. Vậy cái theo chúng tôi đánh giá thì cái khó khăn lớn nhất ở đây đó là, thứ nhất, chủ đầu tư chưa tích cực lập các cái hồ sơ thủ tục để trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra theo quy định tại điều 72. Cái mục này ấy, thì chúng tôi đánh giá là trong cái thời gian vừa qua 46 dự án đã có người đến ở thì các chủ đầu tư chưa tích cực trong việc lập hồ sơ để trình Sở. Thứ hai, đối với các cái dự án
đã được Sở Tài nguyên Trường kiểm tra, ban hành thông báo đủ điều kiện để cấp bia cho người nhận chuyển nhượng, nhưng mà chủ tư vẫn chưa chịu lập hồ sơ với cho từng hộ dân để trình thành phố. Khi mà Sở kiểm tra đủ điều kiện rồi thì chủ tư phải lập hồ sơ trình thành phố. Nhưng mà chủ tư vẫn chưa lập hồ sơ trình thành phố. Chúng tôi đánh giá có một số nguyên nhân cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là người nhận chuyển nhượng chưa trả đủ tiền cho chủ đầu tư. Cái mảng này là mảng rất quan trọng. Vì người nhận chuyển nhượng chưa trả đủ tiền cho nên chủ tư không chịu lập hồ sơ cho người nhận chuyển nhượng, có thể đang nợ một ít tiền nào đó. Thứ hai, có trường hợp chủ tư đã được Sở Tài nguyên Trường cấp bia rồi, nhưng mà cái bia đó hiện đang còn thế chấp trong ngân hàng thương mại, cho nên không có bia để mà trình Ủy ban thành phố cấp bia cho hộ dân. Thứ ba, có rất nhiều trường hợp là chủ dự án, chủ đầu tư không liên hệ được với lại người nhận chuyển nhượng, bởi vì người nhận chuyển nhượng đó đã cho người khác thuê lại. Cái thực tế là có cái này. Và có khá nhiều trường hợp là người nhận chuyển nhượng của chủ tư đã tự ý thông tầng, thay đổi kết cấu trong nhà mà không được phép của chủ tư, tức là làm thay đổi thiết kế cơ sở đã được cơ quan thẩm quyền thỏa thuận thống nhất với chủ tư. Và trường hợp này thì cũng không được cấp bia. Và theo như đánh giá thống kê của chủ tư báo cáo cho Sở Tài nguyên Trường thì có đến 958 trường hợp nó rơi vào như bốn lý do tôi vừa nêu. Trong cái bốn cái nguyên nhân này, trong cái bốn cái vấn đề này mà ông vừa nêu ra thì có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng hơi quan tâm, đó là cái việc cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng nhà đã được chủ đầu tư cầm cố ngân hàng. Cái điều này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân như nào, và làm thế nào, theo ông thì làm thế nào để tháo gỡ cái chỗ này cho các hộ dân, thậm chí người ta cũng không biết rằng là cái bìa của mình đang cầm cố ngân hàng. Về cái nội dung này á, là trách nhiệm của chủ đầu tư. Theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên Trường được Ủy ban tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận cho chủ từng lô đất cho chủ đầu tư. Và khi trên lô đất đó đã xây dựng phần thô của công trình thì Sở Tài nguyên Trường sẽ kiểm tra và Ủy ban thành phố sẽ cấp bia chủ tư. Nhưng mà khi mà chủ tư đã được cấp bia cái lô đất đó rồi mà chủ tư này thế chấp tại ngân hàng thương mại thì chắc chắn rằng không hoàn thành được hồ sơ để trình thành phố cấp bia cho người nhận chuyển nhượng. Đó là thực tế. Vậy thì làm thế nào để giải quyết cái mâu thuẫn này? Cái này là trách nhiệm chủ tư. Chủ đầu tư phải trả tiền cho ngân hàng thương mại nơi mình đã thế chấp để giải trừ thế chấp đó, lấy được cái bia về, cái bia mang tên của mình ấy, để trình thành phố, và thành phố sẽ cấp bia cho người nhận chuyển nhượng là hồ dân. Cái này là trách nhiệm chủ tư phải giải trừ thế chấp tại các ngân hàng thương mại nếu như họ đã thế chấp. Có một vấn đề nữa rằng là đối với đại đa số người dân thì cái việc có một mảnh đất, có nhà hay là có một căn hộ để ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp đối với những tài sản của mình thì là điều hết sức quan trọng. Trong trường hợp này các hộ dân cần phải làm gì để đảm bảo cái quyền lợi của mình khi mà tiền đã nộp, tất cả mọi thủ tục về phía người dân người đã hoàn thành nhưng mà vẫn không được đơn vị chủ đầu tư cấp, thì cái quyền lợi họ lúc này thì để đảm bảo quyền lợi họ phải làm gì? Vâng. Về thực hiện luật đất đai 29 tháng 11 năm 2013 thì Ủy ban tỉnh đã có rất nhiều văn bản mang tính quy phạm để thực hiện. Và trong đó có việc cấp giấy chứng nhận cho hộ dân. Và theo quy định của luật 2013 thì đã sử dụng đất thì phải đăng ký tại cơ quan nhà nước thẩm quyền. Và nhu cầu người dân đã nhận chuyển nhượng căn hộ hoặc nhận chuyển nhượng lô đất của chủ dự án, nhu cầu được cấp bia là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Khi người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình đối với chủ dự án thì chủ dự án phải lập hồ sơ để trình nhà nước cấp bia cho hộ dân. Và ở đây có một số vấn đề mà chúng tôi nêu lên thế này. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân tỉnh, các sở ngành liên quan, nhất là Sở Tài nguyên Trường và Ủy ban thành phố đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc và trực tiếp Phòng Tài nguyên Trường, Văn phòng Đất của Ủy ban thành phố đã trực tiếp làm việc tại từng dự án, làm việc với hộ dân ấy, hướng dẫn cho hộ dân. Nhưng mà có một số hộ dân vẫn chưa hợp tác trong cái việc cấp bia, để thành phố cấp bia, tức là chủ tư lập hồ sơ để cấp bia. Và ở đây thì chúng tôi đề nghị có mấy ý như sau. Thứ nhất, đề nghị hộ dân khi đã nhận chuyển nhượng căn hộ hoặc nhận chuyển nhượng lô đất biệt thự, lô đất liên kề tại các dự án phát triển nhà ở thì cần phải đăng ký đất đai với cơ quan nhà nước. Việc đăng ký đất đai này theo quy định tại điều 95
của luật đất đai 29 tháng 11 năm 2013, đó là đăng ký tại Ủy ban nhân phường xã sở tại hoặc tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Và khi đăng ký đất đai rồi, người dân có nhu cầu để được cấp bia thì lập hồ sơ để chủ tư hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban thành phố để cấp bia. Tức là muốn làm được những việc đó, người dân phải hoàn thành việc nộp tiền cho chủ dự án để nhận chuyển nhượng căn hộ hoặc nhận chuyển nhượng lô đất. Cái thứ hai, đối với trường hợp mà nhận chuyển nhượng lô đất, biệt thự hoặc đất liền kề thì theo quy định, nhà nước cấp huyện chỉ cấp bia cho hộ dân khi trên đó đã được xây dựng công trình, tối thiểu phải xây dựng phần thô công trình chứ hoàn thiện cũng cấp được. Và hiện nay thì thực hiện luật đất đai 2013 theo quy định tại điều 194 của luật và cụ thể hóa tại điều 41 của nghị định 43 thì có thể là các trường hợp dự án đã hoàn thành hạ tầng có thể được chuyển nhượng lô đất. Về nội dung này thì chưa có thông tư hướng dẫn. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã có một số dự án trình nội dung này, Ủy ban tỉnh đã giao Sở Xây dựng kiểm tra và Sở Xây dựng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Ủy ban tỉnh đã có văn bản trình xin ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng. Về các cái trường hợp này, mai một có cái văn bản hướng dẫn thì chúng ta thực hiện. Nhưng hôm nay vẫn đứng yêu cầu là phải có công trình trên đất, trên lô đất đó. Có nghĩa rằng người dân nhận chuyển nhượng lô đất biệt thự, lô đất liền kề thì trên đất phải được xây dựng công trình. Đấy, mà theo quy định phải là chủ tư xây dựng công trình, nhưng thực tế lâu nay là người dân đã bỏ tiền ra để mua vật liệu và mình tự xây, phải theo thiết kế cơ sở được duyệt của dự án đó. Vâng, qua cái việc mà khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở khu chung cư cũng như là các hộ dân ở các cái khu đô thị mới thì nó gây khó khăn áp lực như nào trong công tác quản lý hành chính đối với các khu dân cư này? Thứ nhất, người dân thì có quyền có nơi ở theo luật cư trú. Và khi người dân đã đến ở rồi thì trách nhiệm của nhà nước là phải quản lý. Vì quản lý cư trú. Với cái mục này là mục rất quan trọng. Một thực tế rằng trước khi chúng tôi ban hành quyết định 1910 về quản lý hành chính các khu chung cư, khu đô thị á, thì có nhiều dự án người dân để ở nhưng mà gần như trong nhảy không ai quản lý. Cái này thực tế. Hộ khẩu đang ở nơi đi chưa chuyển đến, nơi đến nay người ta cũng không quản lý. Đó là thực tế. Vậy thì bây giờ chúng tôi đã có cái quyết định 1910 phê duyệt cái đề án quản lý hành chính khu chung cư rồi. Vậy thì đã người dân đến ở thì chúng tôi sẽ quản lý. Và tương tự đối với các khu chung cư có từ 50% số hộ đã đến ở thì chúng tôi chỉ đạo chủ tư phải thành lập ban quản trị khu chung cư để mà vận hành những khu chung cư đó. Vậy thì cái áp lực đối với nhà nước đó là áp lực quản lý hành chính. Thứ nhất, làm thế nào quản lý được, có thể là tạm trú, có thể là thường trú. Thường trú tức là phải đăng ký hộ khẩu thường trú. Còn tạm trú tức là anh hộ khẩu vẫn ở nơi đi, nhưng anh đến đây thì tôi đang yêu cầu đề nghị anh phải đăng ký tạm trú. Tức là đăng ký cư trú. Cái thứ hai là phải cấp giấy chứng nhận cho hộ dân để người dân thực hiện các quyền của người chủ đất. Đồng thời nhà nước quản lý được cái tài sản đó. Cái căn hộ là tài sản bất động sản, cái quyền sử dụng đất là tài sản cũng là bất động sản. Và đã quản lý cái tài sản này thì làm sôi động thị trường bất động sản lên. Đó là áp lực đối với thành phố. Đó là quản lý hành chính khu chung cư. Trong đề án quyết định 1910 của thành phố cũng là nêu rõ cái nội dung này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng cái đề án đã được duyệt đó. Trong tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi thì có thể nói rằng là về phía thành phố cũng đang rất nỗ lực. Tuy nhiên về khách quan mà đánh giá thì vẫn còn nhiều khó khăn. Vậy thông qua chương trình này, ông muốn chia sẻ cái điều gì đối tới các cái doanh nghiệp, các cái chủ đầu tư xây dựng các khu chung cư, các khu nhà ở? Chúng tôi rất cảm ơn các nhà đầu tư đã đến đầu tư các cái dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Và qua các dự án này thì người dân thành phố có nhiều cơ hội có nơi ở hơn. Và thực tế nó đã xảy ra như vậy. Đó cũng là điều tất yếu của một đô thị. Và nhất là Vinh là đô thị lẻ 1 đang tên đà để trở thành trung tâm của cái vùng Bắc Trung Bộ này. Và thực tế trên địa bàn Vinh có rất nhiều dự án của các nhà đầu tư đã làm và làm có hiệu quả. Chúng tôi rất cảm ơn các nhà đầu tư. Và để mà thực hiện có trọn vẹn các cái dự án phát triển nhà ở thì chúng tôi có một số đề nghị đối với các nhà đầu tư cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với các cái dự án phát triển nhà ở này thì đề nghị các cái chủ đầu tư sớm lập thủ tục để trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra điều kiện để thành phố cấp bia cho hộ dân theo đúng quy định tại điều 72
của Nghị định 43 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thanh lý đất đai. Việc này việc rất quan trọng. Nếu chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng công trình hoặc hoàn thành một bộ phận của công trình mà không trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra thì thành phố không có điều kiện để cấp bia cho dân. Mà khi việc cấp bia cho dân này việc rất quan trọng trong quản lý hành chính của chung cư. Thứ hai, đó là khi Sở Tài nguyên Môi trường đã kiểm tra đủ điều kiện cấp bia rồi thì phải thông báo cho các hộ dân nhận chuyển nhượng căn hộ hoặc lô đất hoàn thiện hồ sơ để trình Sở trình Ủy ban thành phố cấp bia cho dân. Trường hợp thông báo 3 lần rồi mà người dân vẫn không hợp tác thì chúng tôi đề nghị chủ tư lập danh sách báo cáo cho Ủy ban cấp xã Sở Tài và báo cáo cho Ủy ban thành phố để làm gì? Để chúng tôi xử phạt theo quy định tại Nghị định 102. Thứ ba, chúng tôi đề nghị hàng tháng vào ngày 25 chủ tư lập danh sách các hộ dân đến ở trong tháng đó đấy. Còn cái số đã ở rồi chúng ta nắm được. Các hộ dân đến ở trong tháng đó, đến ở căn hộ, đến ở cả lô đất để gửi cho ban phường xã Sở Tài và gửi danh phố để chúng tôi nắm, chúng tôi theo dõi cái việc chủ tư trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra theo 72 và việc lập hồ sơ để trình nhiệm vụ cấp bia. Thứ tư, theo quy định thì chúng tôi đề nghị chủ tư hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình công cộng trong dự án đó theo đúng cái thiết kế cơ sở được duyệt để thứ nhất là đảm bảo mỹ quan đô thị, thứ hai là đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân đến ở trong các dự án đó. Và khi đã hoàn thành xây dựng các công trình công cộng này rồi á, thì phải bàn giao cho thành phố. Chúng tôi sẽ nhận để vận hành các công trình công cộng này. Chúng tôi có 4 đề nghị với chủ tịch như vậy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, qua những trao đổi trên đây, chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hiểu phần nào về những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với các khu chung cư, khu đô thị mới. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân và các đơn vị liên quan. Chương trình hôm nay xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.